Chào mừng quý vị và các bạn đến với ván đấu giữa hai danh thủ Diệp Khai Nguyên và Lại Ly Huynh. Trong ván đấu, danh thủ Diệp Khai Nguyên của đội Thành phố Hồ Chí Minh là người cầm quân đỏ quyền đi trước, và danh thủ Lại Ly Huynh của đội Bình Dương là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra trong vòng 1 tại giải cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2022, diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng đón xem.